Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào toàn thể quý Phật tử trong lớp học 5 phút Phật pháp hôm nay. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng tôi xin phép được trình bày về một câu chuyện. Câu chuyện ấy là Nhớ ơn đền ơn. Trong truyện được kể rằng có một gia đình nghèo, và gia đình nghèo đó đã sinh ra một đứa con nghèo. Và đứa con nghèo ấy được nuôi lớn lên trong một tình trạng gia đình nghèo. Cho đến một hôm, em bé đó đói bụng quá, khát nước quá, mà em bé ấy đi tìm đồ ăn nước uống không có ở trong nhà của mình. Và vì cơn đói bức bách cho nên em bé chợt nghĩ là chạy qua hàng xóm để xin cơm mà ăn. Và nghĩ như thế đó rồi, em bé chạy ra khỏi nhà, đi qua người hàng xóm gõ cửa. Thì khi nghe tiếng cửa gõ, một người đàn bà trong gia đình mở cửa, thấy em bé đang đứng ấy và hỏi: "Em bé muốn gì?" "Dạ thưa, con đói bụng quá, bà có chén cơm cho con ăn được không?" Thì khi nghe nói như thế đó, động lòng thương, người đàn bà đi vào trong nhà và lấy ra một cái chén cơm cho em bé ăn. Vì đói bụng cho nên em bé ăn chén cơm một cách ngon lành. Và sau khi ăn xong, em bé trả chén lại cho người đàn bà ấy và có lời cảm ơn rồi ra đi. Và cũng kể từ ngày đó, em bé trong gia đình nghèo kia trải qua bao nhiêu thời gian cực khổ để chống chọi với đời sống của tự thân, nhưng may mắn thay, em bé đó được lớn lên trong một tình thương yêu của mẹ mặc dù nghèo, và được gặp một người giàu có sang trọng giúp đỡ cho em bé đó đi học hành thành đạt, có ngôi vị trong xã hội. Và em bé đến ngày ra trường mặc một chiếc áo trắng, đó là bác sĩ. Em bé đọc được một cái tin người đàn bà khi xưa ở nơi làng đó, ở nơi cái vùng nhà quê đó, địa chỉ đó, tên tuổi đó, mà người đàn bà đó bị bệnh một cách kịch liệt và nhất sanh thập tử. Và em bé biết được người đàn bà ấy là ân nhân của mình khi xưa đã cho mình một chén cơm đỡ đói trong chiều hôm đó. Cho nên người bác sĩ ấy đã đem hết cái tâm tư, cái nghề nghiệp, lương tri của mình để cứu người đàn bà đang bị bệnh kịch liệt ấy. Và cuối cùng, người bác sĩ ấy đã chữa khỏi cái bệnh của người đàn bà khi xưa. Nhưng sau khi mà trị người đàn bà được khỏe mạnh rồi, thì người đàn bà ấy trở về nhà, nhưng không biết người mà trị bệnh mình hôm nay đó là một vị bác sĩ mà đem cả cái tấm lòng hiếu thảo của một người con đối với mẹ, của một người ân nhân đối với một người ân nhân để trả ơn, đền ơn, đáp nghĩa cho mình. Và kính thưa quý Phật tử, cho đến một ngày, bệnh viện họ gửi một cái hóa đơn tính tiền nằm bệnh viện và trị bệnh. Và người đàn bà ấy đọc cái hóa đơn thấy với cá nhân hiện tại của mình không thể nào có thể trả được cái số tiền mà trong thời gian mình trị bệnh nơi bệnh viện đó được. Nhưng khi mà vị bác sĩ ấy biết được cái hóa đơn gửi đến cho người đàn bà ấy, ông ta đã viết một cái thư
trong đó chỉ vỏn vẹn có mấy chữ là trị giá hóa đơn để trả tiền bệnh ngang bằng với một chén cơm khi xưa. Và khi bà ta đọc lấy cái hóa đơn thứ hai bằng cái dòng chữ của người bác sĩ, bà ta mới nhớ ra và biết được rằng khi xưa mình đã cho một em bé một chén cơm trong buổi chiều đói lạnh. Và ngày hôm nay đâu có ai ngờ rằng em bé ấy trải qua một thời gian 10 năm, 20 năm và đến giờ phút này đã trở thành một vị bác sĩ để chữa bệnh nhân trong bệnh viện kia. Từ chỗ đó, người đàn bà cảm thấy thổn thức trong lòng và đã dấy khởi lên những niềm yêu thương giữa người với người. Đâu ngờ rằng chỉ cần có một chén cơm để cho một người đang đói lạnh, ấy vậy mà người ấy đã nhớ ơn và đền ơn cho mình một cách vô cùng cao quý. Chúng tôi ngày hôm nay xin phép được lặp lại để cho tất cả chúng ta cùng nghe, cùng chia sẻ cái tấm lòng mà giúp đỡ, yêu thương kẻ khác, thì rồi một ngày nào đó kẻ khác ấy sẽ yêu thương và giúp đỡ lại chính mình. Trân trọng kính cảm ơn toàn thể quý Phật tử và kính chúc toàn thể quý Phật tử vô lượng an khang, các tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.